Hello anh em, hôm nay mình sẽ cho anh em trải nghiệm một ngày câu cá ở Hồ Út Lệ. Bây giờ là mình đi lúc 9 giờ sáng, ăn lúc sáng rồi thì 9 giờ bắt đầu mình xuất phát và đến 9 giờ 30 thì mình đến hồ câu. Và 10 giờ mình bắt đầu xuống cân, bây giờ mình đang xuống cân và câu mé bên sát cái đường vào, chỗ vào và cái chỗ mà gần cái chỗ dòng cá người ta hay thả cá, xem có cá không. Con mồi mình câu đây là con mồi mềm xích khét nha anh em. Nhưng là cái này thì kéo chậm chậm. Bây giờ mình đổi địa điểm câu rồi. Câu lúc chỗ nó khoai quá nên mình video cắt ngắn. Bây giờ câu bên này thử xem cái gần sát bờ cỏ nó xem có cá không. Đấy, đoạn này là đang kéo từ từ này. Nói chung là cái khúc này thì có cá táp, nhưng là nó táp hụt, nó ngậm phát nó nhả, nó sủi bọt nó nhả. Rồi, bây giờ lại tiếp tục. Nói chung là cái hồ này thì cũng hơi khoai anh em ạ. Chờ cá ăn cùng mọi đấy, coi chừng cũng móm nên á. Rồi, bây giờ là đoạn này có cá táp này anh em. Có táp hụt. Bây giờ mình kéo chậm chậm xem nó có táp lại lần nữa không. Tiếp anh ạ.